Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một loại sốt rất đặc biệt với cách làm vừa dễ vừa đơn giản. Sốt rất thơm, màu đẹp và đa năng để sử dụng trong các món kho hoặc làm thành phần sốt ướp cho các món nướng, ram vô cùng ngon luôn các bạn. Nào chúng ta cùng thực hiện ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ gọt thơm nha, còn gọi là khóm đó các bạn. Các bạn nên chọn những trái chín mùi, có vị ngọt nhiều thì lượng đường trong thơm nó sẽ nhiều hơn, khi thắng nước màu sẽ nâu đẹp hơn ha. Các bạn gọt sạch vỏ ngoài, gọt sâu vào bên trong một chút là được, không cần làng mắt thơm ha. Sau khi gọt sạch vỏ xong đó thì mình chẻ thơm ra, lạng bỏ bớt cái phần cùi cứng vì nó sơ và rất là ít nước. Sau đó mình cắt nhỏ rồi cho vô cối. Cho vào một ít nước để máy nó dễ xay hơn nha các bạn. Mình xay nhuyễn luôn nè, giống như là xay sinh tố vậy đó các bạn. Kế đến mình dùng túi vải lược bỏ hết cái phần xác thơm nha. Mình làm kỹ thì nước màu sẽ mịn và đẹp hơn ha. Khi xay nước thơm có rất là nhiều bọt, mình chờ 15 phút cho bọt nó hạ xuống rồi mình đem đi nấu ha. Trái thơm lớn này mình vắt lấy nước và thu được 1 lít nước thơm. Bây giờ thì mình cho vô nồi để nấu ha. Cho vào đây 2 muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê muối. Lượng đường thì tùy vào thơm chua hay ngọt ha. Nếu thơm có vị ngọt nhiều, các bạn cho đường ít hơn cũng được, không cần phải chính xác nha. Khuấy tan và nấu với lửa vừa. Thời gian này các bạn nên canh chừng vì khi sôi mạnh thì nước sẽ dễ trào ra. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Mình hớt bọt và tiếp tục nấu cho nước bốc hơi và rặt lại ha. Thỉnh thoảng các bạn khuấy nhẹ để không bị xích đáy nồi nha. Sau 20 phút khi nước thơm rặt lại nó trở nên sánh sệt như thế này, mình hạ lửa nhỏ và tiếp tục nấu thêm ha. Lúc này các bạn không được rời đi nha, nên canh chừng kẻo bị cháy đó nha. Khi này các bạn thấy nước khóm nó từ từ chuyển màu và sệt lại, mình vẫn khuấy nhẹ nhàng. Thật ra thắng nước màu từ khóm rất là dễ, vì chua có trong khóm sẽ khó gây hiện tượng lại đường như là thắng nước màu từ đường đó các bạn. Thank you.
Các bạn canh màu bằng mắt nha. Thấy nó chuyển màu nâu như vậy là được rồi đó. Mình tạm tắt bếp và mình cho vào 60ml nước lọc, nửa chén đó các bạn. Khuấy đều và mình mở lửa trở lại cho nước màu sôi đều rồi mình tắt bếp. Thành phẩm có độ sánh như thế này nè. Màu nâu cánh gián không quá đậm nha. Và đặc biệt rất là thơm luôn. Mình nếm thử có vị ngọt nhẹ, hơi nhẫn nhẹ một chút chứ không bị đắng đâu nha. Vậy là đạt rồi đó các bạn. Mình cho ra chén cho các bạn dễ nhìn thấy nè. Nó óng ánh và sánh như mật ong, mùi rất là thơm. Nước màu làm từ khóm này kho thịt cá thì khỏi chê luôn nha. Ngon hơn là nước màu đường đó. Ngoài ra có thể nấu cách khác thành một loại sốt pha cùng các gia vị cho các món nướng ram rất là ngon. Chờ nguội hẳn thì các bạn cho vào hũ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Thời gian bảo quản được 3 tháng đó các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!